Lượng này cũng được rửa đấy.
Nee. Cái đấy chẳng thấy chưa đâu. Chẳng thấy chưa cậy. Cháu Đông Loan à? Vâng. Đây bà không phun xuống cổ, nếu mà phun xuống cổ thì to lắm, bà không phun. Nốt xong rồi. Để vào đây cho. Nước đấy ở đây chứ. Keo rắn dày, keo rắn xếp, keo bẫy chim sẻ đây. Hai em
Về đi. Nó kiếm làm gì ấy? Ừ. Nấu... Ăn nấu nhỉ? Nấu khoai. Món gì ấy? Ăn được chưa? Ừ. Mày... Cúc phải. Vâng. Xịt kìa.
em bình thường ạ. Đi này đi ông mệt mệt. Mà sao anh em mệt đấy? Mệt đấy. Ốm. Sao mà ốm? Đi mệt, đi nhiều mệt. Ừ. Anh đi xe máy lên à? Ừ, anh đi xe máy. Đây có nhà có cái xe nhưng không dùng đến thì cho bọn em mượn để đi lại cho nó đỡ, cho nó thuận tiện đỡ phải ấy. Xe máy rồi. Có biết đi không? Đã đi bao giờ rồi. Dạ, tập bao giờ đâu, biết đi. Chú đi xe máy á? Vâng. Ừ. Chứ không anh để cho mượn cái xe máy này để mà đi. Xe máy đây. Ừ. Vâng. Đi chị. Có ai đi. Đi thì đi lên anh hướng dẫn cách đi. Để em trông rồi đó, cho đi. Đi dễ không anh? Dễ. Dễ gì? Đây, anh đội mũ bảo hiểm. Cũng phải đội mũ anh? Ừ, phải đội mũ anh. Anh ngồi sau anh hướng dẫn. Bây giờ bật này nhé. Đây nút D này. Đây bật khóa này nha em nhé. Vâng. Đây là số này. Chỉ số 1, số 2, số 3, số 4 này. Đây này. Đây là coi này. Đây nút D này. Đây nút D nhé. Vâng. Ừ, cần số bên này nhé. Cần số bên này giảm bề này. Vâng. Đấy, bề xanh này nhé. D đây nhé. Bắt đầu D đây nhé. Vào số này. Chả lắm mẹ. Chả, mẹ bật chìa khóa lên. Đây số 1 nha, về số mấy? Về số đâu? Dạ, mở chìa khóa lên nè, rồi em lên đi. Để em giữ cho nhá. Đi, xin lỗi nhá. Rồi đi, đi đây, đi đây. Số nhá. Đi số nào ấy? Đi từ 1 đến 4. Cũng là 1 2 3 4 này. Wow. Đây là còi này. Bật khóa đi này. Đây là còi này. Wow. Đây là D nhá. D. Đấy, đây là D nhá. Wow. Còn đây là số nhá, số đây. Số này. Ừ, nhá em thử đi nào. Bật khóa lên. Vặn cái này. Ừ, đây vặn này, vặn này. Đi là đi số 1. Đi.
rồi, đi đi. Rồi, đi đi. Rồi, đi rồi. Đi chưa? Em phải đi à? Hai em phải đi anh. Có lúc không có anh ở đây không đi. Hai em thất, chỗ thất quá đấy nhá. Hai em có đi được không? Em thử thì hai em thử đi. Đấy, cam được chưa không? Được rồi, em thử đi chậm thôi, được không? Ừ, đi từ nhá. Đi cho quen, lúc không anh đây, nó còn biết đường đi. Ừ. À, đi được chưa? Đi được rồi, nhưng mà nó vẫn hơi chệch choạng. Thích không? Thích lắm. Ừ. Đấy, anh để cho xe chệch choạng đi đâu mà đi nhá. Để mà đi bộ cho nó mệt. Đi mới đi nó hơi chệch choạng. Ừ. Đổ xăng trong này, biết đổ xăng với gì? Chứ đâu đổ đâu ấy. Đây đổ. Đấy phải. Đấy, đi đâu nhớ được mũ bảo hiểm anh nhá. Vâng. Anh ơi, đi. Thế thôi, anh đi về đây. Thôi anh ơi, xuống dưới này ăn khoai của một em đi. Hả? Xuống dưới ăn khoai của một em luôn, độc chín không? Đi thích phết này. Ừ, giữ từ khóa rồi nhé. Anh không đi con này nữa. Ừ. Ở cửa ra, đây. Đang chân nước. Ê, nhìn dạ. Ừ, ừ, uống đi. Em uống. Đi đấy nhỉ. Anh ơi, ăn khoai đi, anh. Ừ. Anh xin. Cũng đã ăn uống đậm bạc cái này thôi à? Vâng. Ăn này đỡ tiết kiệm anh ạ. Hôm nào xuống nhà ăn cơm nhé. Nhanh á. Ừ. Hôm nào anh? Thì anh điện nhé. Vâng. Ăn lại anh. Thôi thôi, thôi chị em vào nhé. Anh xin phép anh để về có tí việc. Anh về luôn đi. Ừ, em về luôn này. Thế anh cứ đợi tí để em xong rồi em. Thế chị đưa anh về cái không à? Đưa anh đi bộ về. Để em đưa anh về. Thì đưa anh về xong rồi em nhám dọn. Ừ. Nhá. Ừ, ừ. Anh về nhá. Anh đi đâu em đưa anh về. Đây đây mũ em.
đào bắt nấm muối. Chị, hả? Quả đi to rồi. Ui, to rồi. To rồi. Hạ gùi đi. Đây Thái ơi. Ý. Nè, nè, bắt đây cho chị. Nặng đấy. Nặng. Thôi thì em ôm, à, em ôm. Thank you.
đừng nặng hết đi. Rồi thế này. Đấy, thế. Đó. Mình để nó lồi này ra là được. Đấy, xoay tròn đi, xoay tròn đi. Xoay tròn. Điển tròn lên trên. Đây lăn đi. Đỗ ngon mà. Hả? Nó không nên được các bạn nhé. Đấy.
chị đâu? Còn củ nữa thế. Dạ. Thank you.
Thank you.
đi ra ăn đi. Chín rồi. Bỏ lắm. To rồi. Hải. Hải. Đi qua hỏi Dũng nhé. Dũng chắc không cấm nhưng mà có tiền mặt không? Giờ nó toàn tài khoản mà. Phí được. Cứ tặng 1 triệu. Thì sẽ phải 5 nghìn mấy, 10 nghìn. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này đứt quá này. Oh,
Thức dậy, con tu hú kêu. Thế là trời đến mùa vải chín, chim bắt sâu bảo vệ. Đấy, mọi người bé cũng làm việc. Cái thìa đâu vậy Thái? Thế đâu các chị? Cái này. Bye-bye, please.
là chủ nhà nó bán. Mua sai quá nhỉ? Mua sai lắm. Hai nhà mình đâu rồi bạn? Đang ở tại trên trần. Thì đá nó ngắn thì trên trần lưới ở chỗ này. Mời mời đắt tiền. Bẩn thật đấy bạn, nó không thẳng ấy. Tươi thay ăn thử.
Xong lại thiếu được đồ làm. Thịt chứ. Thiếu tôi này. Không nghe rồi. Thịt sống đây đấy. Ừ, rồi nghe nha. Cả đâu cái của này nhá.
ra đến đây để phơi đây. Không, cái nho này xịn thì nó đã ở trong siêu thị rồi. Không. Thank you.
Thank you.
chín rồi.
Thank you.
Thank you.
xin một miếng nhá. Đây đây. Thank you.
đâu? 10.000 nè. Đâu đây? Alo. Cho 20.000 cho chị ra. Đây. Con xe lùi nữa lên đi. Đừng có lùi.
nhưng mà đa số là lúc về là đi thang máy. Cắt treo. Ừ, cắt treo. Môn thế nhỉ? Kéo ra mày làm nước. Sâu nhỉ? Sâu thế. To nhỉ? Sao? Không nặng. Nặng lắm. Cái mầm.
Nặng nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay lại đến cạnh. Nhưng mà cho tối nó về đây, cứ đây mà được rồi. Mấy cái đấy chị túi đường đấy. Ăn đi.
Được ăn không? Không phải. Ngồi lên. Ăn đi. Phần bị đánh, hai đứa về cùng xem. Nha. Hai đứa xem bạn. Thế là chàng về trước. Đó mẹ đánh. Nào ngồi mẹ mẹ đi chậm chậm nào. Ừ, bả luôn. Lúc cái chàng chạy nhanh quá. Còn là hoa hoa vào lưng. Tay đấy à? Bên nào nghe thấy không? Không. Không nghe thấy. Thiếp em học. Anh Giang ngày xưa mẹ ăn lúc 3 năm. Ừ. Con đi. Ăn đi, con ăn nữa, ăn đi. Ngày xưa anh họ con lúc 3 năm lớp 1. Ừ. 2 năm lớp 2. Hồi xưa học là cứ đúc lên đúc xuống kìa. Cô cho này cầm về ăn nhá. Vâng. Cảm ơn. Bye bye. Xin chào các cô. Ừ, chào anh. Thank you.
Mày chạy. Thank you.
sau rồi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ai nấy. Okay. Thank you.
Thank you.